Trung Quốc tấn công lại các cáo buộc xâm chiếm bất hợp pháp biển Đông, tính từ Bắc Kinh, Trung Quốc. Sau khi phải đối mặt với những lời chỉ trích trong nhiều tuần qua về các công trình khai hoang xây dựng của mình trên các đảo tranh chấp ở biển Đông, vào ngày hôm nay, Trung Quốc đã tấn công ngược lại Việt Nam, Philippines và những nước khác bằng cách cáo buộc các nước này thực hiện các công trình xây dựng bất hợp pháp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên 90% biển Đông, được cho là giàu dầu và khí đốt. Tàu đối nghịch với các nước khác cũng tuyên bố chủ quyền trên phần của biển Đông, bao gồm Brunei, Malaysia, phí luật Tân, Việt Nam và Đài Loan. Hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy Trung Quốc đã có những tiến bộ nhanh chóng trong việc xây dựng một đường phi đạo thích hợp cho nhu cầu quân sự tại quần đảo Trường Sa và đang có kế hoạch xây dựng một đường phi đạo khác. Những động thái này đã gây náo động ở các nước trong khu vực cũng như tại Washington. Vấn đề này đã là đề tài chính tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Đông Nam Á trong tuần này và điều này đã làm tức giận Trung Quốc tại một cuộc họp báo thường nhật phát ngôn viên bộ ngoại giao trung quốc hồng lỗi đã liệt kê các công trình xây dựng được thực hiện bởi các quốc gia khác trong quần đảo trường sa mà trung quốc gọi là quần đảo nam sa ông hồng nói trong một thời gian dài phi luật tân việt nam và các nước khác đã thực hiện các công trình xây dựng quy mô lớn trên các hòn đảo của trung quốc mà họ đang chiếm đóng trái phép xây dựng sân bay và những cơ sở hạ tầng cố định khác thậm chí triển khai cả tên lửa và những thiết bị quân sự khác Ông Hồng nói thêm, trên đảo Thị Tứ, Phi Luật Tân đang xây dựng một sân bay và mở rộng một cầu tàu, và trên đảo Nansan, đảo Flat và những hòn đảo khác, họ đang xây dựng cái gọi là những cơ sở du lịch. Việt Nam cũng đang xây dựng bến cảng, đường băng, các vị trí tên lửa, cao ốc văn phòng, doanh trại, khách sạn, ngọn hải đăng và bãi đáp trực thăng trên 20 đảo và bãi cát ngầm, bao gồm cả Prince Consort Bank và Oleana Show. Ông Hồng cho biết thêm, Trung Quốc kiên quyết phản đối các hoạt động bất hợp pháp và yêu cầu các nước có liên quan ngay lập tức ngưng các hành vi vi phạm chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm nay đã cáo buộc Trung Quốc phô diễn sức mạnh của mình để lấn áp các nước láng giềng châu Á, bao gồm cả với Nhật Bản, trong tranh chấp chủ quyền các đảo không người ở tại biển Hoa Đông. Ông Hồng cũng đã kêu gọi Hoa Kỳ thực hiện lời hứa của mình là không đứng về bên nào trong tranh chấp lãnh thổ hoặc đưa ra các tín hiệu gây hiểu lầm ông hồng nói hoa kỳ và nhật bản không phải là những quốc gia có liên quan đến các vấn đề biển đông họ cần phải có một thái độ khách quan và công bằng để đóng một vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực thay vì làm tổn hại đến hòa bình và ổn định ở khu vực tranh chấp về làm thế nào để giải quyết thái độ ngày càng quyết đoán của trung quốc một đồng minh của một số quốc gia asean ở vùng biển chiến lược biển đông đang làm cho đông nam á có tiềm năng lớn trở thành một điểm nóng quân sự